em nghĩ điều gì tạo nên một bộ PC giá rẻ mà lại còn tốt? Có phải là một số bạn thì đang suy nghĩ rằng là khi chúng ta xây dựng một bộ PC giá thành vừa rẻ là hiệu năng lại tốt thì phải lược bỏ đi rất nhiều những cái thứ liên quan đến trang trí như là lập lòe đèn đóm, có phải không? Nhưng mà không, với cái suy nghĩ đó thì chắc chắn là anh em sẽ phải tua ngược lại về vài năm trước đây rồi. Còn ở thời điểm hiện tại, cái yếu tố cần và đủ khi mà chúng ta xây dựng một bộ PC giá rẻ và tốt thì phải cân bằng được giữa hiệu năng và hình thức anh em ạ. Bởi lẽ là trên thị trường hiện nay của chúng ta thì có vô vàn tất cả những cái linh kiện giá hợp lý với túi tiền, hiệu năng lại còn tốt. Mà bên cạnh đó thì đồ trang trí PC bây giờ thì cũng rất là hợp lý và rẻ. Thế nên là trước ngày hôm nay trong video này mình cũng sẽ gửi tới cho các bạn một bộ PC với những cái tiêu chí như trên. Còn trước khi đi vào video thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ nhé. Quên mất, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Còn bây giờ là intro. Và đây là bộ PC với mức giá 13.221.000 đồng. Và nếu như anh em áp dụng tất cả những cái quà khuyến mại để trừ trực tiếp vào giá thành thì sẽ còn lại là 12.821.000 đồng mà thôi. Với cái mức giá thành như thế này thì cũng không phải là rẻ hẳn, nhưng mà nó sẽ nằm ở cái phân khúc giữa giá rẻ và trung cấp. Và với một bộ PC như thế này thì chắc chắn là anh em yêu cầu đó chính là cái việc chơi game ở độ phân giải Full HD. Khung hình thì chắc là sẽ tùy vào game thôi, nhưng mà đối với những game online hiện nay thì cũng phải đạt 150fps để có thể đáp ứng được với những cái màn 144Hz hiện đại. Vì các màn hình 144Hz thì cũng giá cũng khá là hợp lý mà. Còn đối với các game đỉnh cao như AAA thì chắc chắn là cũng phải đạt khoảng 60fps đối với cái mức setting vừa đủ. Như thế là cũng khá ok phải không? Anh em biết rồi, hiệu năng cũng vừa mới xem qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần chi tiết về tất cả các linh kiện ngày hôm nay mình ưu ái lựa chọn cho bộ PC này. Và đầu tiên nhất thì có anh em có thể nhìn thấy rõ đó là chiếc CPU i3-10100F mà mình lựa chọn ở đây. Nói gì thì nói, bạn này thì vẫn luôn là cái sự sợ hãi đối với tất cả những cái nhãn hàng khác trong cái dòng CPU gaming giá rẻ tốt cho mọi nhà rồi. Thì bạn này thì có 4 nhân 8 luồng xử lý, rồi turbo boost tối đa thì lên tới 4.3GHz, mà mức giá thì chỉ có 2.3 triệu thôi anh em ạ. Đại khái thì bạn này có cái sức mạnh ngang ngửa với lại i7-8700. Còn nếu như so sánh sang bên phía đối thủ là team đội đỏ thì chúng ta sẽ có là Ryzen 3-3100 thì cũng xem. Cơ mà mức giá thì lại đắt hơn khá, thì nên là đây vẫn là cái lựa chọn tốt nhất cho cái bộ CPU, bộ PC của mình ngày hôm nay. Nói chung là hơi nhịn một chút, anh em thông cảm. Rồi, tiếp theo thì có một điểm mà mình thấy chắc là điểm trừ nhỏ nhỏ của bạn này thôi, đó chính là không hỗ trợ trên cả onboard. Nên là khi mà các bạn sử dụng với các phần mềm như là Adobe chẳng hạn thì cái M10100F này thì sẽ chạy không tốt được bằng so với 10100. Nhưng mà thôi không sao, PC gaming mà chúng ta cũng không quan tâm đến cái vấn đề này quá nhiều phải không? Rồi, đến linh kiện quan trọng nhất trong cái khả năng chơi game đó chính là về cả màn hình. Sự lựa chọn của mình ngày hôm nay đó chính là GTX 1650 Super. Tuy rằng GTX 1650 Super này thì có mức giá cao hơn so với RX 570 khoảng 1,5 triệu đồng, thế nhưng mà cái mức nguồn yêu cầu cho bạn này thì lại thấp hơn, nên là chúng ta gọi là du di bù trừ chi phí. Mà bên cạnh đó thì cái mức hiệu năng vượt trội của bạn này ở cái mức thiết lập trung bình còn cao hơn khoảng là 20% chế độ phân giải Full HD cơ. Mà cái em card mà hôm nay mình lựa chọn lại còn là phiên bản Strix, tức là cái phiên bản cao cấp nhất,
thì ngoài cái việc chúng ta được tăng hiệu năng do sung cao thì còn được hưởng cái công nghệ làm mắt đỉnh cao hơn hẳn so với các cái phiên bản TWS thông thường. Nên là nói chung mình nghĩ là đây là cái sự lựa chọn sáng suốt của mình trong bộ VC ngày hôm nay. Và vừa rồi thì mình cũng đã tất tay đối với cả trong cái tầm phân khúc giá của bộ VC này. Nên là thôi bây giờ xin phép tem tém lại, tiết kiệm một chút để sang phần main. Thì ở đây mình có lựa chọn chiếc Asus RAM H410MD. Và với cái dòng RAM này thì các bạn cũng có biết đây là dòng main phổ thông, thế nên là chúng ta sẽ không quá yêu cầu được về những cái tính năng ăn chơi gì đó cả. Mà đây điều quan trọng mà mình thấy đó chính là về các cổng kết nối, thì sẽ bao gồm có cổng USB và SD NVMe. Thì với cả hai cái phương diện này thì mình thấy bạn này đều nói chung là tốt ở trong tầm phân khúc giá. Ở đây thì các bạn có thể thấy là có một cổng SD NVMe hỗ trợ tối đa băng thông X2. Và ở phía mặt sau này thì sẽ có 6 cổng USB Type-A. Và bên cạnh đó thì nói chung là màu của chiếc main này thì cũng may mắn là tông xám đen, thế nên là nó sẽ chìm hẳn vào bên sau, đằng sau để có thể làm nổi hết tất cả những cái linh kiện khác của bộ PC này lên. Nói chung là ok. Và các linh kiện còn lại thì mình cũng sẽ lựa chọn ở cái mức vừa đủ thôi. Như các bạn có thể thấy ở trên bàn mình bày đây thì chắc là đọc kiểu kể mặt đặt tên được hết rồi phải không? Nhưng mà thôi mình cũng sẽ điểm qua lại một chút để cho các bạn có thể rõ hơn. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn là RAM 8GB Corsair dòng Vengeance. Tiếp theo là nguồn thì cơ bản thôi vẫn là FSB 500W dòng HIN. Tiếp theo là 240GB SSD SATA của Kingston. Rồi còn gì nữa nhở? À, còn vỏ cây ở đây sẽ Recharge Poseidon G5. Đấy, đây, chiếc vỏ cây đây. Nhìn chung là nếu như chỉ mặc định thế này thôi thì cơ bản là khá trống và cũng nóng. Bởi lẽ là vỏ cây này thì cũng đã khá nóng rồi, mà đi kèm đó là tản nhiệt của Intel thì cũng không có mát mẻ thì cho lắm. Nên là mình sẽ quyết định ở đây có lắp thêm một chút lập lè đèn đó ở trước, đó chính là chiếc quạt Vitra RGB. Rồi sau đó thì mình cũng có lắp thêm một cái quạt đây, bạn này có tên là Vitra iBook GC500 để tổng thể sao cho nhìn ổn áp, xinh đẹp, lung linh hơn, mà bên cạnh đó thì cũng làm mát mẻ cho toàn bộ hệ thống này. Và theo như những trải nghiệm của mình với bộ máy này thì bạn này có vừa có cái hiệu năng gaming tốt, bên cạnh đấy thì hình thức cũng không phải là tệ, có phải không? Khi mà chúng ta vẫn đáp ứng được yêu cầu là về đèn LED logo B sặc sỡ lập lòe, rồi show được cả những cái linh kiện xịn sò như là VGA dạng cao cấp. Nói chung là với cái phân khúc tầm mức giá chưa tới 13 triệu đồng với một bộ PC như thế này thì các bạn nghĩ rằng mình đã đáp ứng được cái yêu cầu hiệu năng tốt trên cái hình thức đẹp chưa? Nếu chung là các bạn có những cái comment, ý kiến gì thì hãy cùng bình luận xuống phía bên dưới nhé. Còn đã xem đến đây rồi thì cũng đừng ngần ngại để lại một like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình có thể ra những video tiếp theo cho các bạn trong thời gian tới. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.